Rồi cháo cá tới rồi. Giờ mình đi sớm nên cháo này vừa vừa nở tới. Nhìn thấy rất là hấp dẫn. Có đậu phộng, có rau, có cá phi lê, có tỏi phi. Rất là thơm. Mời các anh chị các bạn thử nha. Rất là ngọt cá luôn. Một cái mùi thơm rất là thiên nhiên. Em xin chào cả anh chị và các bạn. Chúng ta cùng lúc nãy mình cùng trải nghiệm một chuyến xe đi về Cai Lậy rồi. Thì bây giờ mình đi lang thang ở cái khu vực đường ở đây gọi là đường Thanh Tâm, một cái trục đường của khu 4 thị xã Cai Lậy. Ngày xưa là khu 4 nhưng bây giờ lên thị xã rồi thì là phường 4, ngày xưa là thị trấn ha. Nơi đây có cái trường Đốc Binh Kiều nè, trường mới. Chúng ta đang đi ở trên cái vỉa hè, cái lòng lề đường phía trước cửa trường. Nhân đây thì cũng gửi các anh chị các bạn những cái hình ảnh ở khu trường Đốc Binh Kiều này. Nếu ngày xưa các anh chị thì các bạn có cùng học cái ngôi trường này thì cho em xin cái comment nha. Chắc có lẽ anh chị nếu mà xem thì những cái hình ảnh này sẽ rất là bồi hồi, nhìn lại những khung cảnh ngày xưa không có những cái mái nhà thế này như bây giờ mới có nè. Em cũng là học sinh của ngôi trường này, một ngôi trường rất là lớn ở thị xã này, huyện này luôn. Năm nay trường tuyển sinh thông báo tuyển sinh những cái điểm chuẩn để được vô trường này thì cũng rất là cao. Trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều, khu mới thôi. Ngày xưa khu cũ là nằm ở chợ khu 2. Ông Lê Công Kiều nè, hay là Nguyễn Tấn Kiều, cũng là ông luôn đó. Những cái hình ảnh này chúng ta nhớ lại ngày xưa thời còn đi học. Ngày mai là ngày họp mặt 15 năm ra trường của niên khóa 2003-2004. Rồi mời các anh chị bạn cùng lang thang tiếp nha. Chúng ta đi kiếm gì ăn mới được. Để xem coi có món gì ăn mình chia sẻ các anh chị bạn xem chơi cho vui luôn. Ở khu vực này đã lâu rồi em cũng không có ít quay lại, nên hôm nay sẵn thì mình có dịp mình cùng trải nghiệm ha, cùng tham quan. Trong chuyến này thì có anh Sinh Đi Đòn và anh Sơn nữa. Anh Sơn Nam Việt nhưng mà anh Sơn chưa tới, em với anh Sinh Đi tới trước. Đường xá của vùng quê rất là yên ắng. Hồi nãy giờ mình đi mà chưa có hết cái khuôn viên của trường, cái vỉa hè trường. Chúng ta tiếp tục ở trên đường Thanh Tâm. Ở đây chỗ này mới xây ngôi trường mầm non 3 tháng 2. Đây là bây giờ sẽ lộn chút nữa Sài Gòn nữa. Bây giờ Cai Lậy là 2 giờ. Hãy anh Sinh Đi đi về phía trước. Bây giờ thì đang trên đường đi tìm đồ ăn ăn nhẹ ở khu vực này sẵn, quay gửi anh chị và các bạn coi hình ảnh ở đây có khác gì ở Sài Gòn không ha. Này, tất nhiên là phải khác nhiều lắm rồi. Này có tiệm cơ khí, nhưng mà so với những cái tỉnh khác thì cũng na ná như vậy, không có
đông đúc tấp nập như ở Sài Gòn, còn quan cảnh thì cũng xem nhau. Và thẳng cái hướng này mình sẽ lên chợ cũ, và chợ cũ Cây Lậy và đèn xanh đèn đỏ ngã tư Cây Lậy. Còn cái giao lộ này nếu mà mình đi quẹo phải thì sẽ đến chợ mới. Thẳng hướng này mình ra quốc lộ 1 nè, và có cái thất cao đài ở đó. Theo chuyến container đó thì mình đi về cái huyện Tân Phước luôn, huyện một cái huyện vùng sâu vùng xa. Nhìn củi dừa, những cái vỏ dừa đó. Nếu các anh chị bạn nhớ được cái vỏ dừa ngày xưa thì hay để nấu ăn, đốt làm củi đó. Ngày xưa thì chưa có bếp ga và chỉ có bếp dầu. Nhưng bây giờ hiện đại rồi, củi thì hầu như cũng ít ai xài nữa, chỉ có những cái quán ăn họ nấu thôi. Ngày xưa cái trục đường này thì không có tên đường, chỉ là có cái con hẻm nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ có tên đường nữa ha. Nhà đang kêu bán nè. Hôm nay em quay bằng cái điện thoại nên nhiều khi hình ảnh nó rung lắc. Các anh chị bạn thông cảm nha. Đây trưa nắng là karaoke. Đây có cô bán cháo cá. Anh Dũng. Rồi chúng ta đi vô đây ăn món cháo cá, cháo cá quê hương. Hôm nay cô mới dọn ra thôi, ngay con hẻm nhỏ nhỏ thuộc đường Minh Tâm. Ủa đường Thanh Tâm. Đường Thanh Tâm. Đi thẳng hướng này mình lên chợ nè. Ở đây có đầu cá lóc nữa nè. Đó. Rồi thịt cá lóc phi lê, rau giá cô mới vừa dọn ra bán rồi. Ở đây cô bán buổi trưa hả cô? Trưa. À, đi du lịch sẵn tấp vô đây thấy cô bán cá hấp dẫn quá. Lâu rồi không thấy cái những cái đầu cá lóc tự nhiên. Ở đây là cá nuôi hay là cá đồng cô? Cá nuôi không ha? Bây giờ thì không còn cá đồng như ngày xưa nữa. Cô bán đây lâu chưa cô? Hồi xưa thì con đường này như cái hẻm ha. Bây giờ thì ở đây không còn những cái con rạch tàu hũ nữa. Đổi lấy những cái hình ảnh quang du lắm. Giờ đô thị hóa lên thị xã, nhìn cái hạ tầng đẹp hơn. Bây giờ chúng ta đợi nồi cháo sôi. Giờ mình tới sớm quá, tiêu nhiều đi cảm, tiêu dễ cảm ha. Ở đây mình không có món cháo tiều á. Bị cảm ăn cháo tiều là cái này mà nó có cái đường để ngộ là con cái nhà nước hả? Cháo tiều là cháo người Hoa đó. Để lòng heo. Còn sao kia nó có cái nhà. Đâu?
nhà trong đó nhiều lắm, 4-5 cái lận. Rồi không phải có một cái. Nước mắm. Đây là cá cô luộc trụng xong rồi nè, cô gỡ ra nè. Còn bên đây là đầu cá nè. Nhìn đầu cá rất hấp dẫn. Ở đây không có chỗ quẩy, này chỗ quẩy ban nãy rồi. Là thiếu giò chỗ quẩy ha. Đó. Cô chú anh chị nào về cái lại thì ăn cháo cá thì kiếm cô gì con? Cô Tám. Cô Tám ở cái hẻm số 2 Minh Tâm á con. Ủa Thanh Tâm nha. Khu phố 2 phường 1. Đó. Nó mình trùng mình để cháo vô thôi con. Dạ. Dạ. Như vậy là để ăn cho nó chắc bụng. Cô lấy con cháo đặc đặc nha. Lâu lâu về quê hương ha. Dạ. Còn đây là chén nước mắm. Nước mắm sống với lại ớt. Mình ăn chanh tắt vô. Nó chua chua. Nghe cái mùi thơm rất là thơm. Rồi cháo cá tới rồi. Giờ mình đi sớm nên cháo này vừa nở tới. Nhìn thấy rất là hấp dẫn. Có đậu phộng, có rau, có cá phi lê, có tỏi phi. Rất là thơm. Mời các anh chị các bạn thử nha. Rất là ngọt cá luôn. Không, cái mùi thơm rất là thiên nhiên. Đây chúng ta có cái đầu cá nữa nè. Nếu quý vị bạn nào thích ăn đầu thì mình kêu cái đầu chấm nước mắm, nước mắm trong, nước mắm ớt rất là thơm ngon. Trong cái tô cá, tô cháo thì có cái má cá. Ngoài cái ngoài cá lóc thì còn có cái viên. Viên này chắc là viên thịt viên. Cá này cá tươi chứ không phải là cá đông lạnh. Nếu mà cá đông lạnh chúng ta ăn vô là nghe cái mùi tanh. Do là cái quán này bất chợt xuất hiện nên thành ra cái video này mang tính chất tham khảo cái quán trên cái con đường Thanh Tâm này cũng rất là ngon. Gửi các anh chị và bạn ta nếu có dịp về thị xã Cái Lậy, muốn ăn cháo cá lóc đi trên đường Thanh Tâm, cái hẻm số 2 thì mình sẽ gặp cái quán cháo bán từ 2 giờ chiều cho tới 6-7 giờ tối. Cái quán tối mấy giờ nghỉ con? Chiều 4-5 giờ nghỉ rồi. Ủa 4-5 giờ hả? Giờ bán mấy tiếng là hết rồi. Nếu mà nè. Rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh chị bạn trong những video tiếp theo nha. Đính chính thời gian lại 2 giờ tới 4-5 giờ hết rồi. Ai đi sớm tranh thủ nha. Trời em có lần sắp rồi.
do mình chưa ăn xong nên chưa có hỏi giá, để hồi mình ăn xong rồi em để giá dưới cho các anh chị bạn tham khảo ha. Rồi. Vô quá trời luôn à, mình mở hàng đầu tiên thành ra quá trời người luôn, 2 tiếng nữa sẽ hết à, trong hẻm này rất là trăng thanh gió mát luôn. Quá wow. Đây có cây mai mai tứ quý nè, mai tứ quý màu vàng à, bây giờ có bông. Dạ. À, đây chị bán rất là rẻ nha, một cô có 25.000 thôi, chắc có lẽ được ưu ái rồi. Thôi xin chào và hẹn gặp lại.